chào quý vị và các bạn. Song song với một xã hội hiện đại đang ngày càng phát triển thì mạng xã hội là một xu thế tất yếu. Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng xã hội là tạo ra một hệ thống trên nền tảng Internet và cho phép người dùng giao lưu và chia sẻ mọi thông tin một cách có hiệu quả và vượt ra ngoài những giới hạn về vị trí địa lý cũng như là thời gian. Chính vì thế mà việc sử dụng mạng xã hội như thế nào cho phù hợp là việc làm của mỗi người, và làm như thế nào để xây dựng một cộng đồng văn minh không phải là trách nhiệm của riêng một đơn vị hay tổ chức nào. Chính vì thế mà chúng ta không thể nào làm ngơ, và đó cũng là lý do vì sao mà chúng tôi thực hiện tọa đàm mạng xã hội và đời sống xã hội. Thời gian mà công việc dành cho công việc, mạng xã hội nó mang lại cho tôi cái sự kết nối với bạn bè, mà không những vậy thì tôi cũng có thể biết thêm được là nhiều cái thông tin kiến thức về xã hội mà nó tiết kiệm thời gian cho tôi nhất. Đi học thì không sao, nhưng mà khi mà giải lao hoặc là nghỉ trưa thì em cũng rất hay dùng mạng xã hội, hoặc là trước khi đi ngủ thì thường nằm trên giường rồi bấm điện thoại xong rồi mới đi ngủ. Những lúc rảnh rỗi thì em thường online, bằng nhất là bằng điện thoại hay là bằng máy tính, bằng laptop, có thể lên sử dụng Facebook hoặc là tra cứu các thông tin có thể phục vụ cho học tập của mình. Tôi cảm thấy cuộc sống này rất là vô vị và không có cảm giác như mình thiếu một cái gì đó rất là quan trọng đối với mình. Tôi thấy cũng bình thường, bởi vì tôi có thể tham gia vào các hoạt động khác. Ví dụ như là có thể là đọc sách, hoặc là đi cà phê tán gẫu bạn bè, hoặc là đi ra ngoài thăm thú những cái nơi nào đó mà tôi yêu thích chẳng hạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một vài những con số, một vài sự so sánh cũng như là một vài những cảm nhận thì chúng ta cũng đủ để nhận ra là mạng xã hội hiện nay phát triển như thế nào và tác động sâu rộng như thế nào đến đời sống xã hội. Và xin chia sẻ thêm là theo thống kê năm 2015 của Facebook thì ở Việt Nam mỗi tháng có tới 30 triệu người tham gia mạng xã hội, và những người này dành trung bình mỗi ngày là 2 tiếng rưỡi đồng hồ, và 3/4 trong số đó là những người trẻ nằm trong độ tuổi từ 18 cho đến 34. Có trường hợp nào trong số các bạn không dùng Facebook không ạ? Vâng, chỉ có một cánh tay giơ lên thôi. Facebook nói riêng và mạng xã hội nói chung đang dần trở thành một công cụ, và việc tham gia cũng như là sống trên mạng xã hội đã trở thành một thói quen không thể thiếu với mọi người, và đặc biệt là những người sở hữu smartphone. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng có rất là nhiều những bạn trẻ có mặt trong trường quay để tham dự tọa đàm, và các bạn cũng là những chủ thể chính của vấn đề mà chúng tôi đề cập. Và chúng tôi còn mời đến trường quay các vị khách mời. Xin giới thiệu với tất cả các bạn Phó Giáo sư Tiến sĩ Tâm lý Lê Quang Sơn, bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, và nhà báo Nguyên Khôi, báo Sài Gòn Giải Phóng. Và ngày hôm nay tất cả chúng ta có mặt ở đây để cùng chia sẻ ý kiến, cùng lắng nghe ý kiến của mọi người để hướng đến xây dựng một thế giới ảo văn minh. Thế nào là một thế giới ảo văn minh? Chúng tôi rất là muốn lắng nghe một vài ý kiến của các bạn khán giả. Theo quan điểm của cá nhân em, đó chính là một thế giới mạng văn minh xuất phát từ cách ứng xử văn minh và văn hóa văn minh khi sử dụng mạng xã hội, mà không phải là bốc đồng hay là thể hiện cái tôi cá nhân của mình quá cao, mà phải xây dựng văn hóa sử dụng và cách sử dụng đúng cách ạ. Chúng ta hãy dùng những từ ngữ văn minh, chia sẻ những cái nội dung văn minh, thì chúng ta sẽ tạo lên được một cái mạng xã hội văn minh. Ví dụ như là một cặp đôi chia tay nào đấy, sau khi hết yêu rồi, lập tức cãi nhau, chia tay nhau và chửi rủa nhau trực tiếp trên mạng. Thật sự là gây cho những người đọc rất là bức xúc. Mặc dù là có thể là đó là sự thật, nhưng mà cũng không nên mang quá nhiều đời tư của mình nên lên mạng trên mạng xã hội. Khi mà mặc dù mình đang ở một tâm trạng rất là tồi tệ hay là chán nản, thì khi mà thấy một status văn minh đó thì mình cũng cảm thấy có động lực tích cực hơn trong cuộc sống, để mình có thể nhìn từ mạng xã hội ảo để thấy được những điều tốt đẹp thật trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn. Tôi nghĩ rằng chính những ý kiến này các bạn đã cho thấy rằng mạng xã hội
có văn hóa, có nghĩa là sẽ truyền cảm hứng và sẽ cho mọi người những cái niềm lạc quan hơn trong cuộc sống. Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chia sẻ một cái chủ đề là mạng xã hội, hướng đến xây dựng một mạng xã hội văn minh. Có nghĩa là chúng ta cũng đã và đang khẳng định một điều là hiện nay mạng xã hội chưa phải là văn minh. Đầu tiên thì xin được hỏi nhà báo Nguyên Khôi là một người có thể nói là thường xuyên dùng mạng xã hội như là một công cụ để truyền đạt cũng như là thu nhận những thông tin, thì anh có nhận xét như thế nào về những thái độ cũng như là hành động của người dùng mạng xã hội hiện nay ạ? Có những người, có những bạn là khi mà người ta viết một status lên dài khoảng 500-700 chữ chẳng hạn, thế nhưng mà chỉ cần vài giây sau đó, vài giây sau khi mà up lên thì ngay lập tức là thể hiện cảm xúc trong đó, thì điều chắc chắn một điều, cái đó là cái cảm xúc nó không đúng. Bởi vì khi mà chúng ta không thể tài nào mà đọc 500-700 chữ trong một khoảng thời gian ngắn chỉ vài giây mà chúng ta thể hiện cảm xúc, thì tôi nghĩ rằng cái thể hiện cảm xúc đó nó không có trách nhiệm. Tuy nhiên cái việc đó là cái thói quen của chúng ta, là chúng ta vừa thấy cái status đó và chào nhau là chúng ta, tôi đang đọc chẳng hạn, mà bấm like thì cảm xúc hay là comment. Nhưng mà ngược lại, nếu như chúng ta chưa đọc mà gặp một cái status nó không có văn minh chẳng hạn, nó không có văn hóa, nó thiếu trách nhiệm, thì đồng vô tình chúng ta lại nhân cái vô trách nhiệm đó rộng ra. Như vậy là trước khi mà chúng ta bấm like hay là bấm thả một cái biểu tượng cảm xúc nào đó cho một cái status thì chúng ta hãy đọc kỹ nội dung đó đi, chứ không phải bằng cách là chúng ta chào nhau và tặng cho nhau một cái nút like, đúng không ạ? Xin hỏi bà Nguyễn Thị Phượng ạ, đứng trên phương diện là đơn vị quản lý nhà nước thì bà đã cũng như là đang gặp những cái trường hợp vi phạm hành chính nào trên mạng xã hội chưa? Và bà có thể kể cụ thể một vài trường hợp được không ạ? Bạn hỏi tôi về cái lĩnh vực quản lý nhà nước, thế thì tôi cũng phải trả lời ở trách nhiệm là quản lý nhà nước. Cái vi phạm mà phổ biến nhất hiện nay đó là cái nghĩa vụ của người sử dụng mạng xã hội đã không được thực hiện tốt. Đối với cái người mà sử dụng mạng xã hội không được thực hiện tốt thì ở đây nó có hai cái vấn đề. Một đó là vi phạm theo cái điều 5 của Nghị định 72, đó là những điều mà không được sử dụng trên mạng xã hội, nghĩa là mình vi phạm có chủ đích. Và cái thứ hai, vi phạm không có chủ đích, đó là việc cái tường nhà mình bị người khác viết lên những trang thông tin khác mà mình không biết được, hoặc cũng có thể lưu trữ trên cái trang của mình những cái comment mà nó không đúng theo cái quy định chung của pháp luật. Thế thì ở đây, trong thực tế thì cụ thể là năm 2017 thì Sở Thông tin Truyền thông cũng đã có xử lý nhiều cái vụ việc liên quan đến mạng xã hội. Nghĩa là chúng ta thấy là trong cái hoạt động của mình cũng có cái sự quản lý của nhà nước và có cái sự ràng buộc của pháp luật trong cái việc sử dụng mạng xã hội. Rõ ràng là cái việc mà chúng ta sử dụng mạng xã hội cũng rất là rủi ro, bởi vì không chỉ là chúng ta chủ động viết một cái status nào đó hoặc là chia sẻ một cái bài nào đó trên tường nhà mình, mà chính những cái comment từ bên ngoài của các bạn bè trên mạng xã hội, người ta họ lưu trữ trên tường nhà mình mà vô tình chúng ta không kiểm soát được, thì cũng là một trong những cái lý do mà chúng ta và đã có, cụ thể là đã có một vài những cái trường hợp bị xử phạt hành chính rồi đấy ạ. Cho nên là các bạn cũng hết sức lưu ý những cái trường hợp như thế này để tránh bị mất tiền oan nhé. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quang Sơn, là một người có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu về tâm lý của con người, thì từ những hành vi và cách ứng xử của người dùng mạng xã hội như hiện nay thì như mà chúng ta đã nhắc đến, thì dựa trên nguyên tắc khoa học trong tâm lý học thì ông có thể đánh giá hoặc là có những cái sự lý giải nào cho những cái hành vi cũng như là những cái ứng xử của người dùng mạng xã hội hiện nay ạ? Vâng, từ góc độ tâm lý học thì tôi muốn đi sâu phân tích thêm một tí về chỗ là vì sao những cái hành vi mà chúng ta coi là nó chưa văn minh lắm nó lại khá phổ biến ở trên mạng xã hội. Thì như chúng ta biết là hành vi của con người nó được quy định bởi hai yếu tố. Một là những cái yếu tố bên trong chúng ta, đấy là kiến thức, là quan điểm, là niềm tin, là kỹ năng của chúng ta. Và yếu tố bên ngoài, tức là sự cảm nhận của chúng ta về cái môi trường xung quanh, về những người xung quanh. Nếu bình thường trong giao tiếp hàng ngày, chúng ta định hướng vào con người thực ở xung quanh chúng ta. Chúng ta định hướng vào họ và chúng ta có thể nói là ứng xử một cách khá là chuẩn mực, vì chúng ta nhìn thấy họ, chúng ta nhìn thấy người đằng trước chúng ta, người đằng trước của chúng ta đóng vai trò như là một người kiểm soát cái hành vi của chúng ta theo các chuẩn xã hội. Tuy nhiên khi mà chúng ta ứng xử ở trên mạng xã hội thì cái yếu tố kiểm soát này nó lại mất đi. Chúng ta không nhìn thấy người đối diện với mình, chúng ta không nhìn thấy người trò chuyện với mình, và cái cơ chế kiểm soát đấy nó mất đi. Và chúng ta cảm thấy là mình vô cùng tự do, không ai biết mình cả.
Ít nhất là mình cảm thấy như thế là mình vô danh, và do đó cái ứng xử của mình có thể nó vượt ra ngoài cái sự kiểm soát của bản thân mình, đi quá đà. Và điều đó nó dẫn đến chỗ là trên ứng xử trên mạng xã hội thường xảy ra hơn những cái hành vi thiếu văn minh so với lại ứng xử trực tiếp. Vâng, xin cảm ơn thầy Sơn ạ. Có vẻ như những hành vi, những ứng xử thiếu văn minh xuất hiện càng ngày càng nhiều trên mạng xã hội, và nó đã trở thành một cái nỗi ám ảnh xấu mỗi khi mà chúng ta nhắc đến ba chữ mạng xã hội, có phải không ạ? Tôi rất tâm đắc với những cái câu của những ý kiến của thầy Sơn. Thật sự ra mà nói, tôi đã từng viết chia sẻ trên một status, chia sẻ trên trang cá nhân của mình là Facebook là nơi mà chúng ta rèn luyện sự sức chịu đựng tốt nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như chúng ta không có sự chịu đựng đủ thì chúng ta sẽ dễ rơi vào một cái đám đông chung. Ví dụ như khi mà chúng ta đăng một status bình thường, thể hiện một quan điểm cá nhân của mình rất văn minh, rất văn hóa, và chỉ có một chút là bày tỏ quan điểm cá nhân. Tuy nhiên khi mà nhìn vào một quan điểm thì tất nhiên có rất nhiều cách nhìn khác nhau, thì có những người họ vô, họ comment mang tính khích tướng. Nếu chúng ta mà không rèn luyện cái sức chịu đựng của mình á, đối với mạng xã hội, ví dụ như ở nhà mình có thể tức giận gì đó, mình hét lên hay là mình nạt nộ chỉ một hai người, nhưng mà trên trang mạng xã hội, trên trang cá nhân của mình á, khi mà mình hét lên, mình giận dữ, mình bung một câu thì không chỉ một người nghe và cả triệu triệu người nghe đó. Cho nên khi mà chúng ta không kiềm chế bản cảm xúc cá nhân được á, thì nó gây họa. Và cái sự văn minh của người, cái sự kém văn minh của người khác mà mình ứng xử lại bằng một cái kiểu câu nói, lời nói, một hành động mà không văn minh, thì chứng tỏ chúng ta cũng không mình rơi vào một cái vòng xoáy. Mà cái đó thì thường thường là các bạn trẻ rất dễ rơi vào. Thì nhân ở đây cái một câu chuyện là không biết vui hay là buồn, đó là các bạn cũng nhớ là vào tháng 5 vừa rồi ở Thanh Khê có một cái trường hợp thế này. Có một chị kinh doanh cửa hàng bán điện thoại di động, có lẽ là ế quá, chị muốn câu khách. Chị câu khách là bằng một cái hình thức là chị kể một câu chuyện là Đà Nẵng chuẩn bị làm một cái chiến dịch gọi là từ thiện, bằng cái hình thức là sờ ngực lấy tiền để làm từ thiện. Ở trong nội dung của cô này cho biết là những ai mà tham gia vào đó là những cô gái từ 18 đến 25 tuổi, cứ cho một người sờ ngực, mỗi lần sờ ngực 50.000 đồng, và cái số tiền đó sẽ được thực hiện vào công tác từ thiện. À, ấy vậy mà rất là nhiều người like và rất nhiều người tin đó là cái thông tin có thật, và cũng đã có người cũng kéo đến cái địa điểm mà cô gái đã cho là sẽ tổ chức một cuộc từ thiện như vậy. Nhưng mà rất là nhanh chóng, công an quận Thanh Khê cũng đã vào cuộc và cũng đã xử lý cái trường hợp này. Điều đó cho thấy là cái cảm xúc của chúng ta không phải là cái mạng xã hội, đó là một cái môi trường không biên giới. Thông tin nó sẽ lan truyền rất là nhanh, nhưng mà nếu như chúng ta không bình tĩnh và chúng ta cứ ngẫu hứng để chúng ta viết nên những câu chuyện không có trong đời sống, hoặc là lan truyền những thông tin độc hại, thì điều đó thật là đáng tiếc. Thưa thầy Sơn, thầy có thể chia sẻ vì sao mà những thông tin tiêu cực, những cái vấn đề mà nó không mấy tích cực ở trong xã hội này lại dễ được share và dễ được mọi người ấn nút share trên mạng xã hội hơn là những cái vấn đề tích cực ạ? Vâng, tôi thì lại thấy nó hơi ngược lại một chút. Trên nguyên tắc, nếu mà trên một bãi cỏ có một bông hoa, chúng ta sẽ nhìn thấy bông hoa trước cỏ. Còn nếu trên cả một cái bãi thảm hoa đấy có một cây cỏ thôi thì chắc ta sẽ nhìn thấy cây cỏ trước. Có nghĩa là ta sẽ nhìn thấy cái nổi lên, cái số ít nó nổi bật lên và ta nhìn thấy. Quy luật này tôi cho nó cũng sẽ đúng ở trong cái thế giới mạng của chúng ta, thế giới mạng xã hội của chúng ta. Những cái mà nó xấu được người ta nhận ra nhiều, được chia nhau nhiều thì có lẽ là nó ít hơn so với lại cái tốt. Vì theo nguyên tắc người ta hay chú ý đến cái ít hơn, cái ở tâm điểm. Thế nên tôi không cho là xã hội của chúng ta nó xấu đến độ là toàn những chuyện xấu thôi, giống như là cái mà đang diễn ra ở trên các mạng xã hội. Mà tôi chỉ cho rằng là cái mà đang diễn ra trên mạng xã hội ấy là cái phần nổi, cái phần mà mọi người dễ thấy nhất ở trong xã hội và được chia sẻ, được lan truyền. Thế còn cái tốt nó vẫn nhiều hơn, và tôi vẫn tin rằng là cái xấu nó vẫn là ít hơn.
chúng tôi rất... Mục đích của em khi tham gia vào mạng xã hội, thứ nhất là để kết nối với bạn bè, và thứ hai cũng là phục vụ cho công việc của em sau này khi mà xin việc. Thì như các bạn cũng biết, khi mà xin việc thì nhà tuyển dụng luôn hỏi trang Facebook của em là gì, trang cá nhân của em là gì. Em thì cũng là để kết nối bạn bè. Sau này nữa thì Facebook còn là một nơi để em buôn bán hàng on nữa. Giống như là một công cụ để em kiếm tiền đấy ạ. Mục đích của em khi tham gia Facebook là bởi vì em lại tin vào mặt tích cực của Facebook. Thì em chỉ xin chia sẻ một câu chuyện rất là truyền cảm hứng với em, nhưng mà cũng khiến em rất tin tưởng vào Facebook. Đó là một chị bán hàng online nhìn thấy một bà cụ ngồi ở bên một bưu điện hình như gần khu vực Hòa Khánh, chăm chỉ đan từng chiếc áo len, nhưng mà không ai biết đến bởi vì thực ra cũng không có gì gọi là bắt mắt quá với một bà cụ ngồi bán áo len ở bên đường. Nhưng ngay sau khi chị ấy chia sẻ lên hội thanh lý mẹ và bé và hình ảnh mà bà cụ tỉ mẩn đan từng chiếc len đó, và rất nhiều các anh chị ở xa cũng đã đặt mua những chiếc áo đó của bà cụ, và có lẽ ngày hôm đó là một ngày mà bà cụ đã bán được khá nhiều chiếc áo. Em sẽ đặt ra một câu hỏi, thứ nhất là về người lan truyền, đó chỉ là một người bình thường, không phải là một người có tầm ảnh hưởng trong xã hội, nhưng cái thông điệp mà chị ấy mang đến đã đến được rất nhiều người. Và cái điều thứ hai đó là cái câu chuyện bà cụ đó sẽ làm như thế nào và thông tin sẽ như thế nào để lan truyền nhanh như vậy. Ngay cả chị em nhấc điện thoại để gọi cho người thân thì cũng không thể nào tiêu thụ nhiều được số áo một ngày như vậy. Và em tin chắc hiện nay thì chỉ có một công cụ duy nhất có thể làm như đó, đó chính là mạng xã hội. Khi mà em tham gia vào Facebook thì có rất là nhiều mục đích, và mục đích quan trọng nhất đó chính là giao lưu và kết bạn. Nếu như mà không có mạng xã hội thì em sẽ như là bị cô lập giữa một thế giới á, rất là nhiều sự kết nối như vậy, và em cảm thấy là mạng xã hội rất là hữu ích. Lý do tham gia đó là muốn được mọi người quan tâm, giúp đỡ mình, chia sẻ mình khi gặp những khó khăn. Và ngoài những mục đích mà các bạn trẻ ở đây chia sẻ thì các vị khách mời có thể chia sẻ hiện nay những người dùng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, còn có những mục đích nào khác ạ? Có lẽ là những cái trao đổi của các bạn sinh viên nó khá là đầy đủ về cái mục đích sử dụng mạng xã hội rồi. Tôi thấy rất vui khi mà tất cả các ý kiến của các bạn sinh viên đều nhìn về hướng tích cực của cái mạng xã hội. Tuy nhiên tích cực hay là tiêu cực nó không nằm ở cái công cụ, nhưng nó nằm ở người sử dụng. Bởi vì mạng xã hội, mà đặc biệt là Facebook, thì nó cũng như một con dao thế. Người mà làm ra con dao thì không có tội, bản thân con dao cũng không có tội, nó không có chứa là tốt hay xấu hay như thế nào cả. Nhưng mà người sử dụng con dao đó như thế nào, sử dụng vào mục đích gì thì nó thành tốt hay là xấu. Người ta dùng mạng xã hội để duy trì cái sự kết nối của mình với thế giới. Có những người mà trong đời thực người ta cảm thấy bị xa lánh, người ta cảm thấy không ai chơi với họ cả, và người ta kết nối với bạn ở trên Facebook, ở trên các mạng xã hội khác, và bằng cách ấy người ta giữ cái liên hệ của họ với mọi người, và người ta cảm thấy tự tin, và đó có thể coi nó là một công cụ trị liệu về mặt tâm lý. Điều này rất là tốt. Thế rồi người ta dùng mạng xã hội để tìm bạn. Có rất nhiều người tìm được bạn rất lâu ngày không gặp được, rất lâu ngày không thể nào kết nối được, bây giờ dùng cái công cụ này tìm được. Và người ta tìm ra cha mẹ, tìm ra người thân cũng dùng công cụ này. Nó rất nhiều tác dụng. Nó giúp cho chúng ta có thể nhận được cái sự đánh giá của những người xung quanh về bản thân mình, cho phép mình nhìn ra mình rõ hơn. Thế nên rất nhiều người ở chức năng này hơi thái quá một chút, là buổi sáng thức dậy phải đếm like ngay xem là status của mình là có bao nhiêu like. Thế nhưng mà nó hơi quá đáng một chút. Thế nhưng mà đó cũng thực sự là một cái chức năng của cái công cụ này, để ta xem thử là với cái biểu hiện như vậy của ta thì mọi người sẽ đánh giá như thế nào. Tôi nghĩ cái Facebook nó còn một cái chức năng nữa mà ít ai để ý, là tôi nghĩ là đó là nơi mà rèn luyện tay bút của mình. Tại vì rèn luyện tay bút, rèn luyện bộ não của mình thông qua Facebook là tôi nghĩ cực kỳ tốt. Bởi vì sao? Nếu như hôm nay chúng ta đưa lên một quan điểm, một cách viết nó thể hiện cá nhân của mình, thì khi mà chúng ta đưa lên một status đó, mà nếu status đó mà nhiều người đón nhận thì chúng ta nhận biết ngay lập tức, à đây là một suy nghĩ tích cực để mà chúng ta rèn giũa để theo hướng đó cho nó tích cực. Còn nếu như
mà chúng ta đưa lên để gặp một sự phản đối kịch liệt từ xã hội, từ người thân, từ bạn bè, thì chúng ta qua đó rút kinh nghiệm để sau này là chúng ta không vấp phải nữa. Bởi vì nếu như chúng ta gặp vấp phải mà trên Facebook á, thì có thể hậu quả nó nhỏ. Nhưng nếu như mà chúng ta mà cũng quan điểm đó, cũng vấp phải đó mà nằm trên tờ báo, của một tờ báo hay là một đài truyền hình, một cái kênh thông tin nổi tiếng, thì hậu quả tôi bảo đảm các bạn kinh khủng. Chúng ta không thể lường được là hậu quả nó đến đâu. Có thể là mất việc, mất đủ thứ, thậm chí vào tù. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị khách mời cũng như là những chia sẻ của các bạn sinh viên. Có thể tóm lại một điều rằng mục đích của nhiều người tham gia mạng xã hội là để học tập, để kết nối bạn bè, để giải trí, để xả stress. Và trong đó cũng có rất là nhiều người dùng mạng xã hội như là một kênh kinh doanh rất là hiệu quả cho cá nhân mình. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn thử làm một cái phép đo với các bạn tham gia buổi tọa đàm là với những bạn đang có mặt ở đây thì ai trong số các bạn sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, cho việc học tập cũng như là tìm kiếm thông tin bổ trợ cho việc học của mình, các bạn giơ tay. Khá là nhiều. Chỉ để kết nối bạn bè, giải trí và xả stress. Những ai dùng mạng xã hội để kinh doanh? Như vậy là đa phần chúng ta dùng mạng xã hội để kết nối bạn bè, để học tập. Với cái mục đích này, chúng tôi xin mời quý vị, đặc biệt là các bạn khán giả, chúng ta cùng tham gia một trò chơi nhỏ. Và trước khi chúng ta cùng tham gia trò chơi thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi trên màn hình một tình huống mà chúng tôi đã đặt ra. Cùng nhau trong tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau vui, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời. Từng phút giây đợi tôi lâu chưa? Nửa tiếng đồng hồ. Có chuyện gì mà gọi tôi ra đây thế? Thì cũng có chút tâm sự, muốn tâm sự với bà thôi. Đây, tôi đang đến đây, bây giờ ông tâm sự gì tâm sự đi. Chuyện như thế này là... chẳng nói chuyện gì với nhau, ngồi bên nhau cầm điện thoại thật lâu. Giờ tôi nói mà bà có nghe đâu, bà cứ chăm chăm vô cái máy đó. Tôi xin lỗi, từ nãy giờ trả lời bạn bè trên Facebook nhiều quá. Bạn bè Facebook thì chăm lo, nói chuyện. Còn thằng bạn ngồi bên cạnh á, thì không lo. Bạn bè Facebook không được tích sự gì trơn á. Tôi thấy bạn bè trên Facebook vui mà. Vâng, theo dõi đoạn tình huống vừa rồi thì các bạn có thấy quen không ạ? Có thấy mình ở trong đó không? Những lời chia sẻ của hai người bạn trong tình huống vừa rồi. Tôi thấy bạn bè trên Facebook chẳng được cái tích sự gì. Hay bạn bè trên Facebook vui mà. Đây cũng chính là những từ khóa mà chúng tôi muốn các bạn hãy cùng bảo vệ cho những ý kiến của từng nhân vật trong đoạn clip vừa rồi. Và chúng ta hai đội, mỗi đội hãy bảo vệ lấy một ý kiến. Qua clip vừa rồi thì chúng ta thấy bạn nam đã hoàn toàn bị tổn thương bởi bạn nữ. Khi mà mạng xã hội sinh ra để kết nối với mọi người với nhau, tuy nhiên thì trường hợp vừa rồi thì mọi người đã xa cách nhau vì mạng xã hội. Bạn bè trên Facebook thì có rất là nhiều đối tượng. Đó có thể là thầy cô, bạn bè, người thân trong gia đình của chúng ta. Và đây là công cụ kết nối mọi người với nhau rất là hữu ích. Và nếu như mà đối với những người quen, bạn bè quen của chúng ta thì có thể
trao đổi trò chuyện hàng ngày, giao lưu với nhau. Và đối với những người lạ thì chúng ta có thể kết bạn, trò chuyện với nhau, mở rộng thêm được nhiều mối quan hệ và học hỏi thêm rất là nhiều điều bổ ích. Bạn bè trên mạng xã hội thì không ai biết ai tốt ai xấu. Cách ứng xử trên mạng xã hội thì là một cách ứng xử bề ngoài mà không thể thì mình không thể đánh giá toàn diện toàn bộ nội tâm hay là nhìn cử chỉ sắc mặt của họ mà chỉ qua ngôn từ và giọng điệu của họ để đánh giá. Bạn bè trên Facebook nó rất là có lợi, nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải biết lựa chọn người bạn như thế nào. Chúng ta có thể giao lưu trò chuyện tâm sự được những cái nỗi lòng của mình để người bạn đó có thể hiểu, mặc dù người bạn đó ở rất xa thì Facebook nó giúp chúng ta gắn kết dù ở địa lý xa đến như thế nào. Chúng ta cũng nhận thấy là căn bệnh trầm cảm hiện nay đang tăng cao một phần là do mạng xã hội. Các nhà khoa học cũng đã chứng minh là chúng ta tăng sự giao lưu tương tác trực tiếp giữa người với người thì sẽ giúp chúng ta hoàn thiện các kỹ năng hơn là việc cứ suốt ngày tương tác với bạn qua tin nhắn bấm như thế. Một cái bắt tay, một cái ôm hay một nụ cười gửi đến nhau hay là những giọng nói, lời nói, tình cảm mà cảm xúc. Và theo em thì việc giao tiếp bằng đời thường, đời thực, đó chính là thế giới thực, sẽ tạo nên cho các bạn cách giao lưu hay là sự mạnh dạn và kinh nghiệm trong cuộc sống hơn. Trong nhiều trường hợp thì nếu như giao tiếp trực tiếp thì chúng ta có rất là nhiều điều rất là khó nói. Tuy nhiên thì khi dùng ngôn ngữ viết thì chúng ta sẽ có thể trao chút lại cái câu chữ của mình để bày tỏ cảm xúc của mình được nhiều hơn. Khi chúng ta để ngày sinh của mình ở chế độ chỉ mình tôi thì bao nhiêu bạn trong list friend của mình thực sự nhớ ngày sinh nhật của mình. Ví dụ mình chúc trên Face thì nó sẽ lưu lại hơn. Còn gọi điện nhiều khi người ta cũng đang bận, họ sẽ không ghi nhớ lời chúc của mình là gì cả. Ai cũng chúc Facebook rồi thì mình gọi điện hay là nhắn tin thì nó sẽ đặc biệt hơn và nó sẽ ghi nhớ sâu hơn. Mình có thể gia tăng mối quan hệ của mình đối với tất cả mọi người, nhưng mà mình sẽ làm giảm đi cái sự kết nối trong gia đình mình chẳng hạn. Biểu lộ cảm xúc hay là những cái bày tỏ đối với cha mẹ hay là anh chị trong gia đình. Người trẻ hiện nay á là người đa phần là rất thiện, muốn thiện cái tôi của mình trên mạng xã hội để thể hiện rằng mình là một người trẻ, mình cũng có thể tiếp thu được tất cả những cái điều đó trên mạng xã hội. Nên là việc dành nhiều thời gian cho mạng xã hội là sẽ không giảm đi cái chất lượng cuộc sống. Nếu như việc mà dùng mạng xã hội không có mục đích gì thì chứng tỏ điều đầu tiên là chúng ta đang lãng phí thời gian của mình. Và điều đó chắc chắn là chất lượng cuộc sống là phải giảm đi ạ. Và điều thứ hai nữa là em có biết đến một chiến dịch truyền thông lại có tên là ngắt kết nối để kết nối. Thì có lẽ tên của nó cũng đã thể hiện được ý nghĩa rằng đôi khi ngắt kết nối lại tốt hơn để rồi kết nối một cách mạnh mẽ hơn. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều những ý kiến bảo vệ những quan điểm của từng đội. Và tôi thấy các bạn đều đưa ra những cái luận điểm rất là hợp lý và logic. Với anh Nguyên Khôi thì cũng là một người dùng mạng xã hội lâu năm và cũng là một tiền bối đi trước về tuổi đời. Thì anh có ý kiến gì về những tranh luận của các bạn vừa rồi ạ? Tôi nghĩ các bạn ở đây đúng là chia hai phe. Thật sự ra đó là hai tính hai mặt của mạng xã hội. Vấn đề ở đây còn lại á, chúng ta phân bổ như thế nào, tùy theo mục đích của công việc, chúng ta phân bổ thời gian như thế nào cho mạng xã hội, chúng ta chơi mạng xã hội như thế nào để có trách nhiệm. Ví dụ như có một bạn hồi nãy nói có những cái thứ mà chúng ta không thể mặt đối mặt để chúng ta nói với nhau, đặc biệt là tỏ tình. Mà mấy anh tỏ tình với mấy chị là còn dễ, chứ còn mấy chị mà tỏ tình với mấy anh thì không thể mà mặt đối mặt để mà nói được, thì phải thông qua những cái kênh giao tiếp khác. Miễn làm sao chúng ta chọn phương tiện gì để mà chúng ta đạt được mục đích tốt nhất, đó mới là hiệu quả. Cái nữa thì thật sự ra mạng xã hội, nên nhớ mạng xã hội nó chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống mình thôi, chứ không phải chúng ta dành hết thời gian cho mạng xã hội để mà... Tại vì có những người họ nói là có những người rơi vào tình trạng là bạn bè từ ở xa thì cố kéo lại thông qua mạng xã hội để mà gần, nhưng mà người ngồi ngay bên cạnh thì đẩy họ ra xa bằng chính những cái kéo gần lại. Thì chúng ta làm sao mà để kéo được những người ở xa ngồi lại với mình mà không để mất người ngồi bên cạnh mình, thì đó mới là chúng ta thành công. Chứ chúng ta kéo được người ở xa mà mất đi người ở gần, nhưng mà người ở xa thì ví dụ như người ở gần có gì thì họ hỗ trợ mình ngay lập tức được, nhưng người ở xa thì chưa chắc.
Vâng ạ, thưa thầy Lê Quang Sơn, thầy có ấn tượng gì với những cái nhận định, với những cái vấn đề, những ý kiến mà các bạn trao đổi vừa rồi không ạ? Vâng, tôi thấy thì hai đội đã mang đến hai nửa hoàn hảo của một quả táo. Đội đỏ thì chỉ ra được gần như tất cả những mặt trái, những nguy cơ của mạng xã hội. Còn đội xanh thì chỉ ra hết những cái gì là tích cực, là cái nên dùng ở trong mạng xã hội. Và chúng ta có cả hai đội như là hai nửa hoàn hảo của một quả táo. Và nếu kết hợp được cả hai nửa này, chúng ta có trọn vẹn một quả táo. Vâng, còn thưa bà Nguyễn Thị Phượng, ở góc độ là người quản lý, bà thấy những cái ý kiến của các bạn có điều gì chúng ta đáng phải lưu ý không? Qua trao đổi của hai đội và đặc biệt là qua xem clip ngắn thì tôi có nhận định thế này. Có thể nói là cái mối quan hệ giữa thế giới ảo và thế giới thật, nó thật sự nó rất là gần qua cái mạng xã hội. Và có thể nói là với những cái nhận định của các bạn như vậy, nó rất là sát thực tế với cái đời sống sử dụng mạng xã hội hiện nay, đặc biệt là trong lớp trẻ. Do đó tôi thấy nhất thiết là cần phải xây dựng một cái gọi là người dùng thông thái của mạng xã hội, cần xây sử dụng một cái môi trường mạng an toàn, văn minh. Cái nghị định 72 của chính phủ về cái quản lý cung cấp sử dụng mạng xã hội, đó cũng là một cái để giúp chúng ta tiến tới cái người dùng thông thái. Nghĩa là mình cũng sẽ không bị vướng vào những cái mà pháp luật cấm không được sử dụng. Có người viết rằng là hạnh phúc là tấm chăn hẹp, nếu đắp cho người này thì thiếu hụt ở người kia. Thì vấn đề ở đây á, trong cái chơi giữa các mối quan hệ trên mạng xã hội và mối quan hệ trực tiếp thì nó cũng tương tự như vậy. Sức của chúng ta mỗi người chỉ 24 tiếng đồng hồ một ngày thôi, ăn rồi ngủ rồi làm việc. Thế thì chúng ta giỏi lắm dành cho mạng xã hội thì 2 tiếng đồng hồ, thì nó còn lại rất ít cho những người xung quanh. Mà những người xung quanh thường thường á, là mình có một cái tâm lý là những người ở gần mình là nghiễm nhiên, nó bạn mình là nghiễm nhiên là bạn mình, nó cứ mãi thế. Nhưng mà thường thường á, là bạn bè với nhau mà lâu không chia sẻ, không chia sẻ qua lại, là không nói chuyện với nhau, tâm sự chuyện buồn chuyện vui, thì nó dần dần nó nhạt phai dần. Thì làm sao các bạn mà có thể cân đối được giữa cái mà bạn bè trên mạng xã hội và bạn bè trực tiếp? Và chỉ cần là nếu như các bạn cân đối được và bạn bè ngoài đời cũng là chính là bạn bè trên mạng xã hội thì cái đó nó hoàn hảo hơn. Vâng, và một câu hỏi nữa thôi, chúng tôi muốn hỏi các vị khách mời là nếu như bây giờ được dùng 3 từ ngắn gọn nhất để đúc rút những kinh nghiệm, những nhận định của mình về mạng xã hội và đời sống xã hội để có thể chia sẻ với các bạn trẻ thì các quý vị sẽ nói gì ạ? Xin mời thầy Sơn. Tôi xin dùng từ thứ nhất là tiện. Mạng xã hội rất tiện. Chúng ta không cần đi đâu cả cũng kết nối được với bạn bè, không cần phải đến thư viện cũng tìm được câu trả lời, không cần phải đi mua hoa cũng vẫn có thể có hoa chúc mừng bạn ngày sinh nhật, rất là tiện. Nhưng mà kéo theo mặt trái là nó sẽ dẫn chúng ta đến chỗ lười. Chúng ta lười tiếp xúc với con người thật, chúng ta lười kết nối thật, chúng ta lười có tình cảm thật. Và điều này nó sẽ dẫn đến chỗ là cuộc sống của chúng ta nó sẽ mất cái ý nghĩa thực sự của nó. Cái chữ thứ hai tôi muốn dùng để mô tả Facebook thì đó là chữ nhanh. Kết nối vô cùng nhanh chóng, mạng xã hội nhanh chóng lắm. Mấy giây sau là cả thế giới biết rồi. Nhưng mà nó lại kéo theo một nửa sau, đó là giống như ta đi cái xe, đi càng nhanh thì càng nguy hiểm, càng dễ mất kiểm soát. Thế nên cái nhanh của Facebook nó sẽ dẫn đến một cái nguy cơ chúng ta mất kiểm soát. Phản ứng nhanh quá như là anh Khôi nói lúc nãy, lúc đầu giờ chưa đọc xong bài đã like rồi này, rồi chúng ta mất kiểm soát cảm xúc của mình, bực bội nóng giận chúng ta bật ra ngay, thế nó nhanh mất kiểm soát. Và chữ thứ ba thì tôi xin được dùng đó là rất rộng, đa dạng về thông tin. Chúng ta có rất nhiều thông tin, rất nhiều nguồn, nhưng mà mặt trái của nó kéo theo đó là độ tin cậy. Khó đảm bảo độ tin cậy với một cái thông tin nhiều như vậy và không được kiểm chứng nguồn như vậy. Thì nếu mà nói đến nửa xanh của quả táo, cái nửa mà bà phù thủy bà không bôi thuốc độc ấy,
thì đó là rất tiện lợi, rất nhanh, rất đa dạng về mặt thông tin. Còn cái nửa đỏ nhìn thì đẹp, nhưng mà bà phù thủy trong chuyện Bạch Tuyết ấy, bôi thuốc độc rồi, đó chính là chỗ mà mất kiểm soát, đó là chỗ mất, không có độ tin cậy và lười. Với tôi dành hai từ cho cái lợi của mạng xã hội, đó là kết nối, chia sẻ. Bởi vì khi chúng ta đến với mạng xã hội cũng với cái tâm thế là để kết nối, để chia sẻ những thông tin tốt lành với nhau. Và đối với mặt trái thì tôi dùng một từ hơi dài, đó là không an toàn. Không an toàn, cái thứ nhất là có thể là những cái thông tin cá nhân của chúng ta cũng đã được Google ghi hết lại. Hoặc là không an toàn ở đây là tường nhà mình đã bị người khác xâm nhập mà mình không hay. Đó là những cái chia sẻ người khác tác mình vào. Đó là những cái comment mình không mong muốn tồn tại nhưng mà vô tình nó tồn tại. Tôi nghĩ đơn giản thôi. Đó là chơi có trách nhiệm. Tại vì một khi mà chúng ta chơi có trách nhiệm á, thì bảo đảm tất tần tật mọi thứ chúng ta đều giải quyết được. Trước khi comment, trước khi biểu hiện cảm xúc, trước khi phản ứng lại một điều gì đó thể hiện trên mạng xã hội, thì chúng ta hãy có trách nhiệm với nó. Có trách nhiệm với nó, lỡ mà sau này nó có tác dụng ngược đối với mình thì mình chấp nhận, đó là mình đã có trách nhiệm rồi. Để đừng có những lúc mà mình chúng ta chia sẻ xong mình không một cái cách thiếu trách nhiệm á, để gây hậu quả lúc đó mình mới tiếc rẻ. Thì tôi nghĩ là chơi có trách nhiệm là một cái điều lời khuyên cho tất cả mọi người cho Facebook và mạng xã hội. Với những tranh luận của các bạn cũng như những ý kiến của các vị khách mời thì để kết luận bạn bè trên mạng xã hội có ích hay là vô tích sự thì hoàn toàn là một điều không thể, mà nó phụ thuộc hoàn toàn vào mỗi người nữa. Và điều chúng ta cần là phải chủ động tác động tốt đến mạng xã hội và biết cách tự bảo vệ mình trước những tiêu cực mà mạng xã hội mang lại. Và làm thế nào để xây dựng một cộng đồng mạng xã hội văn minh là câu chuyện vẫn còn rất là dài và chúng ta sẽ còn nói rất là nhiều cho đến khi nào mà mạng xã hội vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên trong khuôn khổ của buổi tọa đàm này thì chúng tôi cũng xin được tạm dừng câu chuyện tại đây và hy vọng tất cả mọi người và đặc biệt là các bạn trẻ thông qua những chia sẻ ngày hôm nay thì cũng sẽ có thêm những kinh nghiệm để xây dựng một cộng đồng mạng xã hội ngày một văn minh. Nói theo ngôn ngữ của mạng xã hội là chúng ta sống ảo có văn hóa. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn các vị khách mời, cảm ơn các bạn đã đến tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay và xin được cảm ơn các quý vị khán giả đã theo dõi buổi tọa đàm của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.